Nga hé lộ thỏa thuận hòa bình suýt đạt được với Ukraine, bác tin tấn công châu Âu. Ukraine có thể đã rơi vào bẫy của Nga ở Donetsk. Lý do người nước ngoài bất chấp hiểm nguy đăng ký ra tiền tuyến chiến đấu cho Ukraine. Nổ lớn ở nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu, Iran lần đầu đưa ra lời đe dọa hạt nhân nhằm vào Ukraine. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật theo thời gian thực. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây Moscow lên tiếng nói về việc Nga và Ukraine Suýt đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột vào năm 2022, nhưng Kiev đã hủy bỏ thỏa thuận vào phút chót. Đồng thời, Ngoại trưởng Nga tuyên bố Moscow không có lý do gì để tiến hành các cuộc tấn công vào các quốc gia châu Âu. Không lâu sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Moscow và Kiev đã ngồi vào bàn đàm phán hòa bình ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Vòng đàm phán cuối cùng diễn ra vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, nhưng đến tháng 5, các bên đã tuyên bố kết thúc đàm phán và không cần hái được bất kỳ thành quả nào. Báo Wall Street Journal VKSG hồi đầu tháng 3 công bố những gì mà họ cho là chi tiết về dự thảo hòa ước đã chìm xuồng vào năm 2022, trong đó tính trung lập của Kiev là một trong những yêu cầu nhượng bộ chính của Moscow. Tuy nhiên mới đây, trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước ngày 19 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lần đầu hé lộ chi tiết một số điều khoản trong dự thảo hòa bình mà Nga và Ukraine suýt đạt được tại vòng đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 3 năm 2022. Một trong số điều khoản đó là nếu Ukraine tuân thủ thỏa thuận Istanbul, Nga sẽ đồng ý để phương Tây áp dụng điều 5 về phòng thủ tập thể trong hiến trường NATO đối với Ukraine. Tuy nhiên, điều khoản này sẽ không áp dụng đối với đồn Bass, miền đông Ukraine và bán đảo Crimea. Nếu những vùng lãnh thổ này bị tấn công, các thỏa thuận giữa Nga và Ukraine sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức. Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ thêm một điều khoản khác trong thỏa thuận quy định rằng sẽ không có căn cứ quân sự hoặc cuộc tập trận nước ngoài nào có sự tham gia của nước thứ ba ở Ukraine, trừ khi có sự đồng ý của tất cả các nước bảo lãnh, bao gồm cả Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, vào phút cuối, Kiev đã quyết định thực hiện những sửa đổi nhỏ đối với phần dành riêng cho các cuộc tập trận quân sự có sự tham gia của nước ngoài. Đài Russia Today hồi tháng 3 dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Moscow và Kiev từng đồng ý về một dự thảo hòa ước vài tuần sau khi giao tranh bắt đầu và Nga không muốn tài liệu này được công bố. Nhưng toàn bộ quá trình đàm phán đã bị chấm dứt bởi quyết định từ phía Ukraine. Theo yêu cầu từ Anh, ông Peskov quả quyết. Thời điểm đó, truyền thông đưa tin ông Boris Johnson, khi đó là Thủ tướng Anh đã tới Kiev và thuyết phục chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky rút khỏi đàm phán với Nga. Ông Johnson phủ nhận bản thân đóng bất kỳ vai trò nào trong việc làm trạch hướng các cuộc hòa đàm. Cũng trong cuộc phỏng vấn với Sputnik hôm 19 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, họ tức là các nước châu Âu chỉ muốn gây sợ hãi và hăm dọa, không có lý do gì để chúng tôi tấn công họ. Chính họ muốn đưa NATO đến gần biên giới của chúng tôi hơn và chúng tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra ở Ukraine. Ông Lavrov cho biết Nga không có ý định tấn công các quốc gia khác ở châu Âu, bất chấp nỗ lực của các nhà lãnh đạo phương Tây nhằm lặp lại câu chuyện về mối đe dọa từ Nga trước cuộc bầu cử. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng phương Tây gia tăng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga mà không xem xét hệ quả của các biện pháp đó. Theo ông Lavrov, Nga không cảm thấy bị đe dọa khi các nước phương Tây cố gắng làm suy yếu Moscow. Theo tờ Prada, chia sẻ trên Telegram, ông Vladimir Vladimirov, Thống đốc vùng Staropovskaya cho hay thông điệp khẩn cấp một chiếc máy bay đã bị rơi trên cánh đồng ở quận Krasnova Deiskoe. Theo báo cáo ban đầu, không có thiệt hại hay thương vong và các phi công đã thoát ra ngoài. Ông không cung cấp thêm chi tiết về vụ tai nạn nhưng cho đăng một bức ảnh về chiếc máy bay bị rơi. Thống đốc Staropovskaya nhấn mạnh tất cả các cơ quan liên quan đã nhanh chóng đến hiện trường. Kênh Telegram Fighter Boomer được cho là của một phi công Nga đăng video cho thấy chiếc TU-22M3 xoay tròn nhiều vòng, rơi gần như thẳng đứng xuống đất với động cơ bốc cháy. Ảnh hiện trường cho thấy nhiều phần của máy bay cháy rụi nằm trên cánh đồng, khu vực xung quanh dường như không bị ảnh hưởng nhiều do anh tạc cơ không mang theo bom đạn. Ba thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán và đội cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm một phi công khác. Máy bay không chở đạn dược và không gây ra sự tàn phá nào trên mặt đất. Một số nguồn tin Ukraine cho rằng máy bay bị bắn hạ, song cơ quan chức năng Nga cho biết kết quả điều tra ban đầu là vụ tai nạn xảy ra do lỗi kỹ thuật. Trong khi đó, tướng Mykola Olechuk, tư lệnh không quân Ukraine, tuyên bố lực lượng phòng không nước này kết hợp với Tổng cục Tình báo quân đội đã lần đầu tiên hạ một anh tạc cơ Tu-22M3. Tướng Olechuk cho hay chiếc Tu-22M3 này đã phóng tên lửa hành trình KH-22 vào Ukraine trong đợt tập kích ngày 19 tháng 4. Không quân Ukraine không đưa ra bằng chứng nào chứng minh cho điều này, cũng không nói rõ đã dùng vũ khí gì để bắn hạ máy bay. Liên Xô phát triển anh tạc cơ Tu-22M từ cuối những năm 1960, biến thể Tu-22M3 lần đầu cất cánh năm 1977 và biên chế 6 năm sau đó, chủ yếu làm nhiệm vụ tuần tra và nhận lệnh sẵn sàng tấn công các biên đội tàu sân bay Mỹ. Tu-22M3 có phi hành đoàn 4 người, tốc độ tối đa gần 2.000 km, trần bay 14.000 m, tầm bay 6.800 km và bán kính chiến đấu 2.500 km. Máy bay có thể mang theo 3 tên lửa diệt hạm KH-22, KH-32 với tầm bắn 600 km và đầu đạn thông thường nặng 1 tấn, 6 đến 10 tên lửa KH-15 hoặc 4 tên lửa siêu vượt âm KH-47M2 dài. Ngoài tên lửa, Tu-22M3 có thể theo 69 quả bom FAB-250, 18 bom FAB-500, 8 bom FAB-1500 hoặc các loại thủy lôi khác tùy nhiệm vụ. Giữa bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba, Kiev và phương Tây đang đứng trước thời điểm quyết định quan trọng và đối mặt với một câu hỏi căn bản, đó là làm thế nào có thể ngăn chặn các cuộc tiến công xa hơn của Nga và đảo ngược tình thế hiện nay sau khi giành được thị trấn Adipka, các lực lượng của Nga đang tiến lên từng đợt trong các khu vực khác dọc tiền tuyến. Adipka nằm cách thành phố Donetsk do Nga kiểm soát, thành phố lớn nhất của khu vực Donetsk khoảng 20 km. Việc Nga kiểm soát Adipka là đòn dáng về mặt chiến lược nhằm vào quân đội Ukraine. Ngoài ra, Adipka là biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine nhiều năm qua, nên sự thất thủ của thành phố này đã ảnh hưởng đến tinh thần của quân đội Ukraine Adipka thất thủ đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi cửa ngõ Donetsk cũng như mở ra các tuyến đường sắt và đường bộ chính cho lực lượng Nga trong khu vực. Kiểm soát Adipka cũng đưa Nga tiến gần hơn thêm một bước tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donetsk, khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập nhưng đến nay chưa kiểm soát hoàn toàn. Theo kênh Military Summary, có một cái bẫy mang tên Donetsk, những trận chiến khốc liệt đang hoành hành khắp thành phố nơi Ukraine đang thua. Một số thành phố đang trên đà sụp đổ, sau khi chiếm được, lực lượng vũ trang Nga sẽ mở rộng không gian hoạt động vô cùng thuận lợi và chỉ có con sông Doniep rộng lớn mới có thể ngăn chặn được lực lượng Nga, nhưng không giữ phòng tuyến được lâu. Thực tế cho thấy trừ mặt trận Đông Bắc với trọng điểm cốp tương đối yên ắng trên tất cả các khu vực còn lại, lực lượng Moscow đều phát động tấn công với cường độ vừa phải, tiến chậm nhưng chắc. Điều này buộc lực lượng Kiev vốn đã sứt mẻ đáng kể sau cuộc phản công hè thu năm ngoái phải căng mình chống đỡ vá được chỗ nọ thì lại thủng chỗ kia. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết đội tuần giang đơn ép cùng một lữ đoàn tuần tra đường sông được nga công bố thành lập, nhiều khả năng sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường thủy trên sông Doniáp thuộc tỉnh Kherson cùng các cù lao giữa sông. Theo cơ quan này, đơn vị mới thành lập có thể thuộc nhóm quân đơn ép của nga, được thành lập trên cơ sở hợp nhất nhóm quân đơn ép cũ và nhóm quân Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Anh nhận định nga dường như muốn ngăn ngừa và chặn các đợt vượt sông của lực lượng Ukraine như chiến dịch lập đầu cầu ở làng Krinky. đồng thời cho rằng cả hai bên đều chịu tổn thất nặng trong giao tranh tại đây. Theo Bộ Quốc phòng Anh, đội tuần giang P sẽ đảm nhận nhiệm vụ tuần tra trên sông thay cho hạm đội Biển Đen của Nga vốn đã lùi hoạt động về khu vực phía đông Biển Đen sau loạt vụ tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái cũng như xuồng cảm tử của Ukraine. Tuy nhiên, cơ quan này đánh giá đơn vị mới thành lập của Nga có thể dễ bị phá hủy trước xuồng cảm tử của Ukraine loại vũ khí từng phá hủy nhiều chiến hạm trên biển đen. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết đội tuần giang Donetsk sẽ chống lại các cuộc đột kích qua sông của Ukraine cũng như nỗ lực của họ nhằm duy trì hiện diện hạn chế ở khu vực bờ đông. Chưa rõ quy mô và mức độ trang bị của đơn vị mới, song quân đội Nga có thể sử dụng lực lượng này để hỗ trợ những đợt tấn công vượt sông sang phía bờ Tây nơi Ukraine kiểm soát. Theo ISVK, sự xuất hiện của đội tuần giang Donetsk nhiều khả năng sẽ buộc Ukraine phải đưa nhân lực và trang thiết bị vốn đang khan hiếm vào khu vực này để đối phó. Liên quan đến việc một bộ phận người nước ngoài bất chấp nguy hiểm đăng ký ra tiền tuyến chiến đấu cho Ukraine, có nhiều lý do khiến một người nước ngoài nhập ngũ chiến đấu trong một cuộc xung đột không liên quan gì đến họ. Trong số những lý do quan trọng nhất là tiền, các hợp đồng chiến đấu không có thời hạn ở Ukraine trả trung bình khoảng 2.500 đô la Mỹ, hơn 63 triệu đồng một tháng. Đây là một mức lương hấp dẫn đối với một số người từ các quốc gia có ít cơ hội kiếm được thu nhập cao. Tuy nhiên, một số binh sĩ của Quân đoàn Quốc tế số 2, quân đoàn được thành lập theo chỉ đạo của Tổng thống Ukraine trong những ngày sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự nói rằng họ đang tìm kiếm điều gì đó hơn thế nữa. Một binh sĩ quốc tịch Ba Lan có bí danh là Conrad 13 nói rằng cuộc xung đột như một lời kêu gọi, thậm chí là một điều may mắn đối với anh. Anh nói rằng, ở quê nhà, anh đã phải lớn lên trong khó khăn. Sau đó ở tuổi 41, anh cảm thấy như mình đang đi vào ngõ cụt. Anh Conrad 13 nói, bên cạnh mức lương rất hấp dẫn, tôi cũng cảm thấy có mục đích. Khi đến đây, cuộc đời tôi đã thay đổi. Tôi bắt đầu phát triển mình ở đây, đó là một sự tiến bộ và tôi cảm thấy cuộc sống đã quay trở lại với mình. Tôi đã thay đổi và trở thành một người khác. Bây giờ, đây là gia đình của tôi, một gia đình thực sự. Trước đó vào hồi tháng 1 năm nay, tổng thống Volodymyr Zelensky công bố dự thảo luật có thể mở đường cho người nước ngoài giúp Kiev trong xung đột với Nga, được nhận quốc tịch Ukraine. Ông Zelensky đưa ra nhận định trên trong lúc thông báo về dự luật mới chính thức cho phép người Ukraine được có song tịch, ngoại trừ quốc tịch Nga. Kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự, hàng nghìn người nước ngoài đã đổ xô tới Ukraine để giúp kháng cự lực lượng Moscow. Một số đơn vị bao gồm thành viên người Belarus và người Nga cũng tham gia chiến đấu. Phía Nga gọi những người này là lính quân sự tư nhân nước ngoài và đồng thời là mục tiêu quân sự chính đáng một số người nước ngoài chiến đấu cho Ukraine đã bị Nga bắt làm tù binh và đưa ra xét xử. Theo luật quốc tế, lính quân sự tư nhân là người chiến đấu chủ yếu vì lợi ích tài chính và được trả lương cao hơn đáng kể so với lực lượng vũ trang địa phương. Trong cuộc phỏng vấn với The Washington Post, Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirilo Budanov tuyên bố, chúng tôi đã đưa ra một kế hoạch nhằm giảm thiểu tiềm năng của Nga. Nó bao gồm rất nhiều khía cạnh, như ngành công nghiệp quân sự, các mục tiêu quân sự quan trọng như sân bay, các trạm chỉ huy và kiểm soát của họ. Giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine cũng nói rằng sẽ có nhiều cuộc tấn công xuyên biên giới của các tình nguyện viên người Nga ủng hộ Kiev bên trong lãnh thổ Nga với sự hỗ trợ của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, DIU. Ông cũng nói về nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hơn vào lãnh thổ Nga. Ông Budanov nhấn mạnh rằng, mục đích của các cuộc tấn công này là để chứng tỏ rằng Tổng thống Putin không thể bảo vệ người dân khỏi cuộc xung đột đã lan vào lãnh thổ Nga. Ông Budanov lưu ý, khi bạn đang ngồi ở sạch Petersburg và chỉ xem xung đột trên TV, bạn sẽ luôn ủng hộ. Nhưng mọi người sẽ bắt đầu lo lắng khi một số cơ sở bị tấn công gần nhà họ. Khi được hỏi liệu các cuộc tấn công của Ukraina vào lãnh thổ Nga có tiếp tục hay không, Budanov trả lời: "Tôi hy vọng sẽ tiếp tục." Vừa qua, Kyiv Independent dẫn nguồn tin từ Tổng cục tình báo Ukraina, HUR, hôm 18 tháng 4 cho biết, HUR đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công nhà máy hàng không Gopunov ở vùng Tatarstan của Nga. Theo các nguồn tin quân sự nhà máy chuyên sản xuất bệ phóng tên lửa và máy bay chuyên dụng, bao gồm máy bay ném bom Tu-22M3 và Tu-160M. Cơ sở này cách Moscow gần 700 km về phía đông và cách biên giới Ukraine khoảng 1.300 km. Ấn phẩm này lưu ý, Ukraine vẫn đang đánh giá kết quả của cuộc tấn công và chưa có báo cáo về thương vong. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, lực lượng Ukraine đã nỗ lực thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một số máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ của Cộng hòa Tatarstan. Đây không phải là lần đầu Ukraine sử dụng máy bay không người lái tấn công các mục tiêu quân sự Nga. Trước đó, một số drone được cho là của Ukraine đã tấn công các nhà máy ở hai thành phố Zelabuga và Ninekams thuộc Cộng hòa Tatarstan, cách thủ đô Moscow hơn 800 km về phía đông. Đài RBC đưa tin các vụ nổ được nghe thấy từ đặc khu kinh tế Alabuga. Trong khi đó, một số ký túc xá của một trường cao đẳng bách khoa tại Zelabuga bị hư hại, khiến các sinh viên phải sơ tán. Giới chức Tatarstan thông báo không có thiệt hại nghiêm trọng trong vụ tấn công. Tuy nhiên, một số dây chuyển sản xuất của các doanh nghiệp bị gián đoạn. Ngồi trong văn phòng tòa soạn, Tổng biên tập Maxim Zabelia, 38 tuổi, quyết tâm xuất bản tờ báo cuối cùng còn hoạt động ở miền đông Ukraine. Ông Zabelia cho biết, xung đột là điều quá quen thuộc với người dân ở thành phố Minorat, còn được biết đến là thành phố Hòa Bình kể từ khi phong trào ly khai bùng phát ở vùng Đô Nhét năm 2014. Nhưng gần đây, khi Nga ngày càng đạt thêm bước tiến trên chiến trường, anh nói chiến tuyến ngày một tiến sát hơn. Minorat liên tục hứng chịu giao tranh, hàng chục tòa nhà và doanh nghiệp bị hư hại nặng vì không kích, nhiều cư dân thiệt mạng dưới mưa bom bão đạn, và thành phố đang chuẩn bị cho khả năng đối mặt nhiều cuộc tấn công hơn nữa. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Suisky nói, tình hình ở mặt trận miền Đông tồi tệ hơn khá nhiều trong những ngày gần đây. Ông nói thêm rằng lực lượng Nga đang tập trung vào khu vực Minorat, cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của chúng tôi bằng cách sử dụng hàng chục xe tăng, thiết giáp. Ông Zabelia cho biết người dân ở đây đã chịu đựng tình cảnh này suốt 10 năm qua và quen với những rủi ro nơi tiền tuyến. Ông nói, chúng tôi đang trải qua giao tranh toàn diện, không còn hy vọng vào ngày mai. Nhiều người đã sơ tán và những người khác đang tìm cách vượt qua. Cách Adipka khoảng 30 km về phía tây bắc, Minorat nằm trong tầm ngắm của Nga. Các thành phố tiền tuyến lân cận như Kostiantynivka, Karamatos, Pokrov và Slovian đều hứng chịu những đợt tấn công mạnh mẽ và liên tục của Nga, khiến người dân địa phương không còn lựa chọn nào khác ngoài sơ tán. Ông Swisky nhận định, Nga nhắm mục tiêu chiếm thị trấn Chasovza trước ngày 9 tháng 5, tạo tiền đề cho một trận giao tranh quan trọng nhằm giành kiểm soát vùng biển đông Ukraine. Theo Reuters, nếu thị trấn Chasovza phía tây thành phố Bắc Mút thất thủ vào ngày Nga kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong thế chiến thứ hai ngày 9 tháng 5, điều đó sẽ cho thấy động lực ngày càng tăng của các lực lượng Moscow trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với sự suy giảm viện trợ quân sự của phương Tây. Kênh Military Summary vừa công bố bản đồ cho thấy, khả năng cao là quân đội Nga sắp đột nhập vào tới kênh đào Seversky Donetsk Donbass và cắt trái sụp ra thành hai phần. Cách đánh của họ khá giống với trận chiến thắng lợi giành Adipka khi cắt đôi thành phố một cách thần tốc, buộc lực lượng Kiev phải rút chạy hoàn toàn. Tuy nhiên, theo kênh Suri Map, việc quân đội Nga đã tới được kênh đào cần chờ thêm thông tin kiểm chứng. Mũi xung kích gần đó nhất của họ vẫn là núi ba. ba trung tâm giao tranh đang diễn ra ở tiểu khu Canan, nơi lực lượng Moscow tiếp tục chiếm giữ các tòa nhà. Vừa qua, trong bài phát biểu thường lệ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào sân bay Dehankoy thuộc bán đảo Crimea. Ông Zelensky cảm ơn Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Suisky đã tổ chức cuộc tấn công cùng những người tham gia và cho biết thêm đó là một trong những kế hoạch đặc biệt vô cùng quan trọng nhằm phá hủy trang thiết bị hạ tầng chiến đấu của phía Nga. Tờ Newsweek dẫn thông tin trên kênh Telegram Kremlin Win ở Kremlin thường xuyên cung cấp thông tin đáng tin cậy, nói rằng vụ tấn công sân bay Đề Hàn Côi đã khiến khoảng 30 binh sĩ Nga thiệt mạng và khoảng 80 người khác bị thương. Theo Riba, một blogger quân sự nổi tiếng của Nga, phía Ukraine đã sử dụng khoảng 10 quả tên lửa chiến thuật tầm xa Atak MS cho hai đợt tấn công cắt cứ không quân Nga tại Đề Trong các đoạn video được các kênh thông tin Nga và Ukraine lan truyền trên mạng xã hội, người ta thấy những tia sáng chói loa cùng tiếng nổ dữ dội và tiếp đó là tiếng còi báo động. Dữ liệu từ hệ thống quản lý tài nguyên thông tin về hòa hoạn của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, nơi theo dõi các đám cháy trên khắp thế giới, cho thấy sáu đám cháy ở Đề Hàn Côi chỉ sau một đêm. Một số kênh Telegram đưa tin rằng một loạt vụ nổ bắt đầu ngay trước 4 giờ sáng theo giờ địa phương và cho biết các con đường gần đó đã bị đóng cửa. Liên quan đến cuộc tấn công này, Newsweek đưa tin, chuyên gia quân sự Nga Vladislav Surigin cảnh báo cuộc tấn công của Ukraine vào một sân bay quân sự ở Crimea nhằm mục đích diễn tập cho cuộc tấn công trong tương lai của nước này vào cầu Crimea nối Nga với bán đảo Crimea. Theo đó, xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với Vladimir Solovyov, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Nga, vốn ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch quân sự ở Ukraine của Điện Kremlin. Chuyên gia quân sự Surigin nói rằng, cầu Crimea đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Nga ở Ukraine và là tuyến đường bộ duy nhất của Moscow tới Crimea bán đảo nằm trên biển đen được Moscow sắp nhập vào năm 2014. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Surigin nhấn mạnh rằng, cuộc tấn công vào sân bay quân sự Đề Hàn Côi của Hải quân Nga, nơi được cho là nhà của Trung đoàn Trực thăng số 39 thuộc Sư đoàn Hàng không Hỗn hợp số 27, chỉ là mục tiêu thực hành cho cuộc tấn công trong tương lai của Ukraine vào cầu Crimea. Trên thực tế, Ukraine đã tấn công cây cầu đường bộ và đường sắt dài 19 km này của Nga vào tháng 10 năm 2022 và một lần nữa vào tháng 7 năm 2023. Cây cầu này rất quan trọng để duy trì các cuộc tấn công quân sự của Moscow ở miền nam Ukraine và Kiev đã tuyên bố sẽ tấn công công trình này trong tương lai khi nước này tìm cách giành lại bán đảo Crimea. Vị chuyên gia quân sự Nga cũng dự đoán một cuộc tấn công vào cầu Crimea rất có thể sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 5, mặc dù ông không nói rõ lý do tại sao ông nhấn mạnh vào ngày đó. Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, Vasyl Maliuk, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine SBU tiết lộ rằng Kiev có rất nhiều điều bất ngờ đối với cây cầu Crimea và mô tả cây cầu biểu tượng của nga sẽ bị phá hủy. Trong báo cáo ngày 18 tháng 4, tình báo Anh lưu ý lực lượng nga đã di rời phần lớn tàu quân sự của hạm đội Biển Đen từ thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea đến Novorossiysk nằm xa hơn về phía đông. Hồi đầu tháng 4, tình báo Anh cho biết một tàu khu trục tên lửa lớp Grigorovich đã tiến hành hoạt động xử lý vũ khí tại cảng Novorossiysk. Những tàu chiến hiện đại của Nga như tàu lớp rigorovic thường có hệ thống phóng thẳng đứng để phóng tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu trên biển và trên đất liền. Những tên lửa loại này trước đây thường được đưa lên thuyền ở cảng Sevastopol. Tình báo Anh nhận định, sau khi chỉ huy hạm đội Biển Đen bị bãi nhiệm vào tháng 3 năm 2024, hạm đội này đã giảm các hoạt động xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Theo tình báo Anh, hạm đội Biển Đen sẽ tiếp tục neo đậu ở Novorossiysk vì đây là cách tốt nhất để tránh các cuộc tấn công của Ukraine từ trên biển. Cơ quan này cho biết cơ sở hạ tầng bảo trì, hậu cần và xử lý vũ khí tại cảng Novorossiysk có thể đã được cải thiện để hỗ trợ việc đóng quân vô thời hạn của các tàu hạm đội biển đen của Nga. Hồi tháng 3, các kênh Telegram đưa tin ông Viktor Sokolov, tư lệnh hạm đội biển đen bị bãi nhiệm sau khi Ukraine tuyên bố đã phá hủy thêm tàu chiến của Nga. Nhưng thông tin về người kế nhiệm là ông Sergei Pinchak mới chỉ được công bố hồi đầu tháng 4. Theo đó, ông Sergei Pinchak được bổ nhiệm làm tư lệnh hạm đội Biển Đen. Phía Anh cũng tiết lộ đã phát hiện 4 xà lan đặt tại lối vào cảng Novorossiysk. Họ nhận định chúng được sử dụng để tăng cường năng lực phòng vệ của cảng biển này trước nguy cơ xuồng không người lái USV Ukraine tấn công. Tờ Business Insider của Mỹ đưa tin các hình ảnh vệ tinh chụp hồi cuối tháng 3 bởi công ty Maxar Technologies cho thấy xà lan được kéo đến lối vào cảng Novorossiysk. Các xà lan này cũng xuất hiện trong hình ảnh cách đó không lâu do tình báo Anh chia sẻ. Lực lượng hải quân Nga đã phải lùi bước khỏi một phần biển đen sau khi một số tàu chiến và tàu ngầm của nước này bị phá hủy hoặc gây thiệt hại trong các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái tự sát và tên lửa của Ukraine. Lực lượng này được cho là đang xây dựng căn cứ mới cho hạm đội biển đen tại vùng đòi ly khai của Georgia cách Ukraine hơn 600 km. Các nhà phân tích quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã yêu cầu hạm đội Biển Đen nghiêm túc tăng cường phòng thủ nhằm đối phó hiệu quả hơn trước các cuộc tấn công của Ukraine. Hiện tại, hạm đội vẫn đang gặp khó khăn trong những nỗ lực này khi liên tiếp phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Các cuộc tấn công của Ukraine đã buộc hạm đội Biển Đen phải tái triển khai phần lớn vũ khí trang bị, đặc biệt là các tàu mặt nước, tàu ngầm và các tài sản khác từ căn cứ chính ở Sevastopol đến các căn cứ nhỏ hơn với ít năng lực hơn ở Novorossiysk và những nơi khác. Trung tâm truyền thông chiến lược của quân đội Ukraine, Stratcom, báo cáo rằng các cuộc tấn công đã vô hiệu hóa khoảng 33% số tàu chiến của hạm đội Biển Đen tính đến đầu tháng 2, bao gồm 24 tàu mặt nước và một tàu ngầm Kilo. Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu hôm ngày 18 tháng 4 đã ra tuyên bố tái khẳng định ưu tiên hỗ trợ quân sự cải thiện năng lực phòng không cho Ukraine và thúc đẩy việc thành lập liên minh thị trường vốn chung châu Âu. Hội nghị thượng đỉnh liên minh châu Âu EU vừa qua đã ra tuyên bố tái khẳng định ưu tiên hỗ trợ quân sự, cải thiện năng lực phòng không cho Ukraine và thúc đẩy việc thành lập liên minh thị trường vốn chung châu Âu. Trong thông cáo đưa ra sau hội nghị, lãnh đạo hai bảy nước thành viên EU tiếp tục nhấn mạnh sự ủng hộ tuyệt đối về quân sự dành cho Ukraine. EU sẽ thúc đẩy hợp tác nội khối và với Ukraine trong các lĩnh vực phòng thủ mạng an ninh biên giới cũng như cung cấp đạn dược, vũ khí phòng thủ và nhất là tăng cường liên minh phòng không do Pháp và Đức dẫn đầu. Phát biểu tại phiên họp báo, Thủ tướng Đức Olaf thông báo, phương Tây sẽ cung cấp thêm cho Ukraina 7 tổ hợp phòng không Patriot. Ông Scholz nói, "Chúng tôi dự kiến sẽ chuyển thêm cho Ukraine 7 tổ hợp phòng không Patriot, một trong số này sẽ là do Đức cung cấp và số còn lại sẽ đến từ các nước thành viên NATO khác." Thủ tướng Đức Olaf cũng cho biết, ngoài tổ hợp phòng không Patriot Đức cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không Iris-T, cùng đạn dược tương thích đi kèm. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố EU sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, ủng hộ đề xuất sử dụng các nguồn thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga để chuyển cho Ukraine. Ngoài ra, EU sẽ thiết lập một cơ chế trừng phạt mới đối với những thực tế có ý định thao túng thông tin và tạo ra các hình thức gây bất ổn hoặc can thiệp chính trị tại châu Âu trong bối cảnh cuộc bầu cử châu Âu chuẩn bị diễn ra trong hai tháng nữa. Các nhà lãnh đạo châu Âu thống nhất cần thúc đẩy một hiệp ước cạnh tranh mới để thu hẹp khoảng cách về kinh tế trước các đối thủ lớn là Mỹ và Trung Quốc. Số liệu thống kê cho thấy, hàng năm có khoảng 300 tỷ euro tiền đầu tư châu Âu chảy ra nước ngoài và phần nhiều là hướng đến Mỹ. Theo đó, EU sẽ hướng tới thành lập một liên minh thị trường vốn hay một thị trường tài chính chung với mục tiêu dự chân các nhà đầu tư tại châu Âu cũng như huy động được một phần trong tổng số ước tính lên đến 33.000 tỷ euro tiền tiết kiệm của người dân châu Âu để chuyển đổi thành các khoản đầu tư cần thiết cho các doanh nghiệp phục vụ các mục tiêu chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Tuy nhiên, một số thành viên nhỏ như Ireland và Luxembourg bày tỏ lo ngại rằng liên minh thị trường vốn chung sẽ tập trung quyền lực điều tiết vào các nước lớn như Đức và Pháp. Ngoài ra, hội nghị thượng đỉnh cũng bộc lộ bất đồng trong nội bộ EU xung quanh biện pháp vay nợ chung từng được áp dụng để phục hồi kinh tế hậu Covid-19 để thúc đẩy nền công nghiệp quốc phòng chung châu âu và hỗ trợ ukraina giữa bên ủng hộ gồm các thành viên pháp italia tây ban nha bồ đào nha bỉ với bên phản đối do đức đứng đầu cùng hà lan và các nước bắc âu trong khi đó liên quan đến tình hình trung đông các nước eu nhất trí mở rộng các biện pháp trừng phạt iran với mục tiêu ngăn chặn việc sản xuất và chuyển giao thiên lửa và máy bay không người lái của iran cho nga và các lực lượng ủy nhiệm tại trung đông eu cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn giữa israel và hamas tái khẳng định cam kết ủng hộ một nền hòa bình lâu dài và bền vững dựa trên giải pháp hai nhà nước cùng tồn tại. Tại diễn đàn lãnh đạo của trung tâm Boost ở Dallas, Mỹ hôm ngày 18 tháng 4, giám đốc CIA William Burns cho rằng nếu không có sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ, Ukraine sẽ thất bại trước Nga vào cuối năm 2024. Theo ông Burns, Ukraine đang ở thời điểm khó khăn trên chiến trường. Với sự hỗ trợ bổ sung từ Mỹ, các lực lượng kĩ ép có thể tự đứng vững trên chiến trường vào năm 2024 và duy trì giao tranh với Nga trong các đợt tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Krym. Giám đốc CIA nói, nếu có Mỹ sát cánh, Ukraina hoàn toàn có khả năng tự cầm cự trong năm nay và đập tan luận điểm của Tổng thống Putin rằng thời gian đang đứng về phía ông ấy. Phát biểu của ông Burn được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ vẫn tiếp tục trì hoãn viện trợ cho Ukraina. Quan điểm đối lập giữa các nhà lập pháp đã cản trở việc thông qua viện trợ, trong đó hầu hết các hạ nghị sĩ bày tỏ lo ngại về việc tiếp tục tài trợ cho Kiev sẽ không có lợi cho Mỹ. Ông Burn nói tôi nghĩ có một nguy cơ rất thực tế là Ukraine có thể thua trên chiến trường vào cuối năm 2024, hoặc ít nhất Tổng thống Putin đang nắm đằng chui nếu hai bên quyết định đi đến giải pháp chấm dứt chiến tranh trên bàn đàm phán. Thư kỳ báo chí Lầu Năm Góc, Bart Ryder cho biết Mỹ đang tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ mà Kiev cần. Ông Ryder nói, người Ukraine đã thể hiện khả năng phục hồi và lòng dũng cảm dưới bom đạn. Chúng tôi không có lý do gì để nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi, nhưng chúng tôi cũng hiểu tình hình khó khăn hiện nay. Đây không phải lần đầu tiên giám đốc CIA đưa ra cảnh báo về tình hình giao tranh tại Ukraine. Cách đây chỉ một tháng, trong một phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, ông Bern đã cảnh báo nếu Quốc hội Mỹ không thông qua gói viện trợ mới, Ukraine có thể sẽ mất thế đứng đáng kể vào năm 2024. Trong trường hợp Ukraine không được cấp thêm viện trợ, Nga có thể giành thêm đáng kể lãnh thổ, sau đó đóng băng các chiến tuyến bằng một lệnh ngừng bắn. Tương tự những gì đã xảy ra sau khi Moscow sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Chính tổng thống Ukraine Zelensky đã từng nhấn mạnh tình trạng thiếu thốn đạn dược sẽ khiến Ukraine phải thu hẹp tiền tuyến và từ bỏ nhiều vị trí đang kiểm soát hiện nay. Ông cảnh báo nếu phòng tuyến bị chọc thủng, lực lượng nga có thể tiến thẳng đến các thành phố lớn. Ông Zelensky khẳng định Kyiv đang tận dụng vũ khí và các hệ thống phòng không nội địa nhưng vẫn không thể bù đắp khoảng trống viện trợ. Ông cho hay chúng tôi dùng máy bay không người lái của chính mình, không ai nói rằng Ukraine không thể làm điều đó nếu thiếu hệ thống phòng không để bảo vệ mạng lưới năng lượng trước những đòn tập kích của Nga, tại sao Ukraine không thể trả đũa tương tự? Chúng tôi sẽ ngừng tấn công khi đối phương chấm dứt hành động như vậy. Lãnh đạo NATO cho rằng phương Tây cần ưu tiên hỗ trợ gửi thêm hệ thống phòng không cho Ukraine hơn là tăng cường phòng vệ trong nước. Tổng thư ký Jens Stoltenberg của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO phát biểu tại Bruxelles vừa qua rằng một phần trong nỗ lực quan trọng mà chúng tôi đang thực hiện trong liên minh nato nhằm đẩy mạnh việc cung cấp các hệ thống phòng không cho ukraine đài rt dẫn lời ông stoltenberg cho biết nhưng ukraine còn cần nhiều hơn thế đó là lý do tại sao nếu các đồng minh phải đối mặt với sự lựa chọn giữa việc đáp ứng các mục tiêu năng lực của nato và cung cấp thêm viện trợ cho ukraine thì thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng gửi thêm viện trợ cho ukraine đồng quan điểm với tổng thư ký NATO, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cũng kêu gọi các quốc gia thành viên trong khối chuyển các hệ thống chống tên lửa để tăng cường phòng không cho Ukraine. Phát biểu với báo giới bên lề hội nghị ngoại trưởng G7, ông Borrell nhấn mạnh: chúng ta có Patriot, chúng ta có hệ thống chống tên lửa, chúng ta phải đưa chúng ra khỏi doanh trại của chúng ta để đề phòng và chuyển tới Ukraine trong một động thái liên quan người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov khẳng định gói viện trợ mới của mỹ cho ukraine sẽ không làm thay đổi cục diện trên chiến trường tuyên bố này được đưa ra sau khi chủ tịch hạ viện mike johnson ấn định lịch bỏ phiếu về các dự luật viện trợ cho ukraine israel và các đồng minh ở ấn độ dương thái bình dương phát biểu với báo giới ông peskov đánh giá gói viện trợ nêu trên sẽ không làm thay đổi diễn biến trên chiến trường mà nga cho là đang bất lợi cho phía ukraine tình hình xung đột của Ukraine đang rất nguy cấp khi thiếu hụt hệ thống phòng không trầm trọng. Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba cũng đã kêu gọi đồng minh hành động táo bạo và can đảm để viện trợ vũ khí và đạn dược phòng không cho nước này. Ông Kuleba nói, chúng tôi đang rất cần thêm Patriot và các hệ thống phòng không hiện đại cùng vũ khí và đạn dược. Tôi muốn nhân sự kiện này kêu gọi tất cả các đối tác thực hiện những hành động táo bạo và can đảm. Kiev đang vận động đồng minh viện trợ thêm ít nhất là 25 hệ thống phòng không Patriot nhưng phương Tây phản ứng không nhiệt tình sau lời kêu gọi. Đức là trường hợp hiếm hoi đã cam kết chuyển thêm một tổ hợp tên lửa Patriot cho Ukraine. Ông Kuleba nói thêm, phòng không Ukraine không chỉ bảo vệ vùng trời Ukraine khỏi những kinh hoàng từ trên không do Nga gieo rắc. Chúng tôi còn đang là lá chắn cho các nước láng giềng như Moldova, Romania và Ba Lan ngăn chặn mối đe dọa rõ rệt vì tên lửa và máy bay không người lái xâm nhập không phận. Nga đang gia tăng tập kích vào hạ tầng năng lượng Ukraine bằng hỏa lực áp đảo. Tổng thống Vladimir Putin lý giải chiến thuật này nhằm đánh gục tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine, đồng thời là cách đáp trả phù hợp sau những lần Ukraine tập kích hạ tầng nhiên liệu của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã báo động Ukraine có nguy cơ cạn tên lửa phòng không nếu Nga duy trì tốc độ và cường độ tập kích như hiện nay. Lãnh đạo Ukraine cho biết kho dự trữ cạn kiệt khiến Kiev phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về mục tiêu quan trọng cần bảo vệ cựu tổng thống Trump cho rằng châu Âu nên cung cấp nhiều tiền hơn cho Ukraine bởi an nguy của Kiev quan trọng với họ hơn Mỹ. Cụ thể, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội chốt sổ rằng mọi người đều đồng thuận rằng sức mạnh và sự tồn vong của Ukraine quan trọng với châu Âu hơn nhiều. Dù điều đó cũng quan trọng với chúng tôi, châu Âu hãy làm nhiều hơn. Bình luận mới của ông Trump đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ thông báo tổ chức bỏ phiếu ngày 20 tháng 4 về loạt dự luật chi tiêu tổng trị giá hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có gói viện trợ quân sự hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Gói viện trợ này đã mắc kẹt ở Quốc hội nhiều tháng vì vấp phải phản đối từ phe Cộng hòa. Dù không còn đương nhiệm, ông Trump vẫn có khả năng kiểm soát nhiều thành viên Đảng Cộng hòa ở Washington, những người trì hoãn viện trợ quân sự mới cho Ukraine và muốn ưu tiên cho cuộc xung đột chống nhập cư bất hợp pháp qua biên giới Mexico. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong khi đó kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua dự luật cam kết sẽ ký ban hành ngay lập tức để gửi thông điệp Mỹ luôn đồng hành cùng đồng minh đối tác. Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ông sẽ không phản đối việc Quốc hội Mỹ phê chuẩn thêm viện trợ cho Ukraine, miễn là sự hỗ trợ đó được đưa ra dưới hình thức cho vay. Ông cũng nhấn mạnh rằng các đồng minh châu Âu phải có mức hỗ trợ tương tự như Washington dành cho Kiev. Ông Trump là ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay để đối đầu Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Lần đầu tiên ông đưa ra ý tưởng chuyển viện trợ của Ukraine thành các khoản vay là vào tháng 2 năm nay, và ông đã nhiều lần tuyên bố rằng Ông sẽ chấm dứt xung đột giữa Kiev và Moscow trong vòng 24 giờ bằng cách buộc cả hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Ông nói thêm rằng nếu viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine được chấp thuận, châu Âu phải tăng cường viện trợ và họ phải cân bằng với Mỹ. Nếu họ không cân bằng, tôi rất khó chịu vì họ bị ảnh hưởng nhiều hơn chúng tôi. Trong khi đó, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố, gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine sẽ không làm thay đổi cục diện trên chiến trường sau khi chủ tịch Hạ viện Mỹ ấn định lịch bỏ phiếu về các dự luật viện trợ cho Ukraine. Israel và các đồng minh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong ngày 18 tháng 4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi châu Âu viện trợ nhiều hơn cho Ukraine. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ thông báo sẽ bỏ phiếu về gói viện trợ quân sự hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine vào ngày 20 tháng 4. Truyền thông Mỹ cho biết trong đó có khoảng 23 tỷ đô la Mỹ được dùng để bù đắp số lượng vũ khí mà Lầu Năm Góc đã rút từ kho dự trữ đã chuyển cho Ukraine. Ông Trump đã bình luận trên mạng xã hội ngày 18 tháng 4 rằng mọi người đều có quan điểm rằng sức mạnh và sự tồn vong của Ukraine quan trọng với châu Âu nhiều hơn, nhưng nó cũng quan trọng với chúng tôi, tức là nước Mỹ. Đây dường như là một trong những thừa nhận đầu tiên của cựu chủ nhân Nhà Trắng rằng sự tồn vong của Ukraine có tầm quan trọng đối với những lợi ích an ninh của Mỹ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn CNN năm ngoái, ông đã từ chối trả lời câu hỏi liệu ông có mong muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga hay không ông Trump không công khai ủng hộ tiếp tục viện trợ cho Ukraine, nhưng ông ủng hộ cách tiếp cận của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đối với việc điều phối các cuộc thảo luận và bỏ phiếu về viện trợ Ukraine. Ông Trump nói thêm, Mỹ đã bỏ ra hơn 100 tỷ đô la Mỹ cho cuộc xung đột Ukraine nhiều hơn các quốc gia châu Âu. Chúng tôi cách Ukraine cả đại dương, tại sao châu Âu không thể làm nhiều hơn để giúp đỡ một nước trong khu vực của họ? Theo truyền thông Mỹ, đây là lần đầu tiên ông Trump thừa nhận sự tồn vong của Ukraine là vấn đề quan trọng với lợi ích quốc gia Mỹ. Tuy vậy, cựu Tổng thống Mỹ vẫn không trực tiếp ủng hộ gói viện trợ bổ sung cho Kiev. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng chỉ trích các khoản viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine. Quan chức Nga khẳng định đây là chiến lược thuộc địa của Washington và đem về cho Mỹ một khoản lợi nhuận đáng kể. Ông Peskov nói Ukraine đang chiến đấu để đem lại lợi nhuận cho Mỹ, cùng với đó là một khoản nợ khổng lồ. Một phần đáng kể những gói viện trợ quân sự mà Washington dành cho Kiev sẽ ở lại ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Ukraine không có chút lợi thế nào trên tiền tuyến và gói viện trợ bổ sung của Mỹ cũng không thể thay đổi điều này. Tổng thống Ba Lan, ông Andrzej Duda đã gặp riêng ông Donald Trump tại nhà riêng của ông Trump ở New York dường như để thảo luận về đề xuất các nước NATO chi tối thiểu 3% GDP cho quốc phòng. Tuy nhiên, ông không tiết lộ nội dung cuộc gặp. Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cho biết cuộc gặp diễn ra giữa những người bạn tuyệt vời và cựu Tổng thống Mỹ đã thảo luận về những đề xuất của Tổng thống Duda, trong đó có kêu gọi các nước thành viên NATO đặt mức chi tiêu quốc phòng tối thiểu tương đương 3% GDP. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho hay Tổng thống Trump vui mừng nhắc lại chuyến thăm lịch sử đến Ba Lan năm 2017 và ca ngợi người dân ba lan vì nỗ lực bảo vệ chủ quyền cũng như cam kết của họ nhằm bảo vệ an ninh biên giới châu âu trước mọi mối đe dọa tổng thống duda là một trong những lãnh đạo quốc tế thân thiết nhất với donald trump trong nhiệm kỳ tổng thống mỹ trước đó ba lan cũng đã tăng cường mua vũ khí và hợp tác kinh tế để xích lại gần mỹ nhằm đảm bảo duy trì chiếc ô bảo vệ từ đồng minh ngay cả khi ông trump tái đắc cử trong bối cảnh nhiều lãnh đạo châu âu lo lắng cho viễn cảnh phải tự bảo vệ mình trong tình huống bị tấn công và chỉ trích gây gắt các bình luận của ông trump Đối với những quốc gia đang tìm cách ứng phó với kịch bản ông Trump trở lại Nhà Trắng, Ba Lan có thể là một mô hình để học hỏi. Warsaw đã nỗ lực để đảm bảo có sự hiện diện của Mỹ trong hệ thống phòng thủ của nước này dù bất kỳ ai trở thành ông chủ Nhà Trắng. Họ đã chi rất mạnh tay cho các hợp đồng mua vũ khí và công nghệ thương mại của Mỹ. Trong hai năm qua, Ba Lan đã nhất trí mua tới 50 tỷ đô la Mỹ thiết bị quân sự của Mỹ các thỏa thuận mua vũ khí của Ba Lan được ký kết trong năm tài khóa qua đã chiếm một nửa doanh số bán vũ khí cho nước ngoài của Mỹ, khiến nước này trở thành khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Washington trong giai đoạn này. Không chỉ mua vũ khí, Ba Lan cũng ký kết nhiều thỏa thuận kinh doanh lớn với các công ty hàng đầu Mỹ, trong đó có nhà sản xuất chip Intel với kế hoạch xây nhà máy chất bán dẫn ở quốc gia Đông Âu này. Thỏa thuận nổi bật nhất là kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân với công ty Westinghouse Electric, mà Warsaw đàm phán từ khi ông Trump còn là tổng thống. Người Ba Lan xem lựa chọn này là quyết định hợp lý để gắn kết lợi ích an ninh của họ với lợi ích kinh tế Mỹ. Đồng thời, các quan chức Ba Lan lo ngại sự suy giảm ủng hộ của Mỹ sẽ khiến sườn đông NATO dễ gặp nguy hiểm và quốc gia của họ có thể là mục tiêu lớn nhất. Tổng thống Duda cũng cho biết ông không lo lắng về kịch bản ông Trump rút Mỹ khỏi NATO hay những bình luận ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin của cựu Tổng thống Mỹ. Ông nói, Ông Trump nhìn chính trị qua lăng kính kinh doanh. Tôi nghĩ ông ấy biết rằng sự thống trị của Nga ở châu Âu không đem lại lợi ích cho Mỹ. Thưa quý vị, vụ một máy bay không người lái tấn công nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Zaporizhia ở đông nam Ukraine, vừa qua đang làm dấy lên mối lo ngại về một thảm họa hạt nhân trong khu vực. Vừa qua, theo Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi, một cơ sở thuộc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã bị máy bay không người lái tấn công. Các chuyên gia của IAEA có mặt tại nhà máy Zaporizhia đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Ông Grossi cho biết rất may không có thiệt hại về người và không có ai bị thương. Ông Grossi nhấn mạnh đây là cuộc tấn công thứ ba được báo cáo nhắm vào cơ sở đào tạo của nhà máy Zaporizhia thời gian gần đây. Sau hai sự cố như vậy vào tuần trước, ban quản lý nhà máy nói với nhóm chuyên gia IAEA rằng chiếc máy bay không người lái trong vụ tấn công mới nhất đã bị vô hiệu hóa nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Cho đến nay, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái không ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân tại địa điểm này. Tuy nhiên trong một tuyên bố, trước hội đồng bảo an liên hợp quốc, giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA mới đây, ông Rafael Grossi thừa nhận khả năng xảy ra tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vẫn hiện hữu mặc dù đã chuyển tất cả các tổ máy điện sang chế độ tạm dừng hoạt động. Ông Grossi cho biết, mặc dù thực tế là 6 trong số các lò phản ứng của nhà máy này đang ở chế độ tạm dừng hoạt động và tổ máy cuối cùng cũng đã được chuyển sang chế độ này theo khuyến nghị của IAEA, nhưng nguy cơ tiềm ẩn xảy ra một tai nạn hạt nhân lớn vẫn rất thực tế. Theo ông Grossi, thế giới đang cận kề một vụ tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và nguy cơ xảy ra sự cố như vậy phải được giảm thiểu bằng tất cả khả năng có thể. Trước đó, ông Grossi đề xuất Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ 5 nguyên tắc đảm bảo an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, bao gồm: không cho phép những cuộc tấn công vào nhà máy này hoặc từ khu vực nhà máy, không triển khai tại đây các loại vũ khí hạng nặng và nhân viên quân sự vốn có thể được sử dụng để tấn công, không gây nguy hiểm cho nguồn điện của nhà máy, bảo vệ mọi công trình, hệ thống đảm bảo nhà máy được vận hành an toàn, không thực hiện bất kỳ hành động nào làm suy yếu các nguyên tắc này. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia được xây dựng từ năm 1984 đến năm 1995 là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu và lớn thứ 9 trên thế giới. Nhà máy nằm ở bờ nam sông Dnieper, nơi quân đội Nga kiểm soát từ những ngày đầu cuộc xung đột với Ukraine. Mặc dù nhà máy này có thiết kế khác so với nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và được bảo vệ khỏi hỏa hoạn, song các chuyên gia an toàn hạt nhân và IAEA nhiều lần cảnh báo giao tranh trong và xung quanh các cơ sở hạt nhân như vậy tiềm ẩn những rủi ro cực kỳ nghiêm trọng. Tại Hoa Kỳ, các cuộc thử nghiệm máy bay có trí tuệ nhân tạo cho nhiệm vụ chiến đấu trên không đã diễn ra. Thông tin trên đã được cơ quan nghiên cứu dự án quốc phòng tiên tiến của Hoa Kỳ, DARPA đưa tin. Các bài thử nghiệm tương ứng được thực hiện trên máy bay X62A, một phiên bản dựa trên tiêm kích F16D. Chiếc X62A được trang bị thuật toán ACE AI thích hợp cho phép trí tuệ nhân tạo tìm hiểu các thao tác của máy bay, những hạn chế và khả năng tối đa của nó những điều mà ở tiêm kích thông thường phụ thuộc vào yếu tố con người. Bài kiểm tra được thực hiện tại trường đào tạo phi công thử nghiệm của không lực Hoa Kỳ đặt tại căn cứ không quân Edwards. Để thể hiện khả năng của thuật toán, chiếc X-62A phải tiến hành trận không chiến với máy bay chiến đấu F-16 do người lái. Trong trận chiến, trí tuệ nhân tạo đã thực hiện các thao tác chống tên lửa, đồng thời thoát ra khỏi các góc tấn công nhất định của đối phương. Tuy nhiên, do trận chiến mô phỏng một vụ đụng độ ở tầm xa, nên máy bay đã không thể hiện hết khả năng của mình. Về phần mình, DARPA báo cáo rằng họ hài lòng với kết quả thử nghiệm, nhưng nhấn mạnh rằng tính bảo mật và hoạt động không có lỗi của thuật toán vẫn là ưu tiên hàng đầu của các nhà phát triển. Cơ quan này lưu ý rằng thuật toán nói trên cũng có thể được sử dụng cho mục đích thương mại trong ngành hàng không dân dụng. Trước đó, theo tạp chí Air and Space Force, không quân Mỹ đang tiến hành cải hoán và thử nghiệm công nghệ tự lái cùng phần mềm đi kèm trên 6 chiếc tiêm kích F-16 tại căn cứ không quân Elin. Đây là một phần trong dự án VNOM nhằm phát triển thế hệ máy bay tự lái tiếp theo. Sau khi được cải hoán, trong quá trình bay thử nghiệm, những chiếc máy bay này vẫn có phi công giám sát theo thời gian thực và chỉ can thiệp khi cần thiết. VNOM lần đầu được không quân Mỹ đề cập đến vào năm 2023 khi yêu cầu khoản ngân sách gần 50 triệu đô la Mỹ trong năm tài khoá 2024 cho dự án. Trong năm 2025, ngân sách cho VNOM sẽ giảm xuống còn 17 triệu đô la Mỹ chủ yếu đổ vào chương trình hợp tác máy bay chiến đấu CCA mà Bộ Quốc phòng Mỹ đã mời một số nhà thầu quốc phòng danh tiếng như Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomic và Adurin Industries tham gia đấu thầu. Những chiếc máy bay chiến đấu kiểu mới nằm trong khuôn khổ CCA sẽ được triển khai song song máy bay chiến đấu có phi công truyền thống để hộ tống và sẽ được trang bị toàn bộ các loại vũ khí như máy bay truyền thống. Ngoài ra, các phương tiện này còn có thể thực thi các sứ mệnh trinh sát hoặc trở thành trung tâm truyền tải thông tin giữa các phi đội máy bay. Dự kiến, khoảng 1.000-2.000 đến máy bay chiến đấu truyền thống của Mỹ sẽ được trang bị tính năng AI trong vòng 5 năm tới, và tổng số tiền để nâng cấp toàn bộ phi đội sẽ là 8,9 tỷ đô la Mỹ. Chuyển sang thông tin về diễn biến tình hình xung đột ở Trung Đông. Thưa quý vị, căng thẳng giữa Israel và Iran lại chạm cột mốc mới khi Tehran tiếp tục đe dọa rằng nếu Israel đáp trả cuộc tập kích tên lửa của họ, khi điều đó có thể dẫn tới hậu quả chết người cho cả khu vực. Quan chức Iran cũng đề cập khả năng thay đổi học thuyết hạt nhân để đối phó Israel. Iran vừa qua cảnh báo rằng họ có thể xem xét lại học thuyết hạt nhân, đe dọa khả năng phá vỡ các mục tiêu hòa bình đã được tuyên bố công khai trong chương trình hạt nhân của mình. Cụ thể theo Tasnim, Ahmad Hatlab, chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Iran cho biết các mối đe dọa của chế độ Israel đối với các cơ sở hạt nhân của Iran khiến chúng tôi có thể xem xét lại học thuyết hạt nhân của mình và đi chệch khỏi những cân nhắc trước đây của chúng tôi. Ông Hattalab nói thêm rằng nếu Israel muốn tấn công vào các trung tâm và cơ sở hạt nhân của chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả rút khoát bằng các tên lửa tiên tiến nhằm vào các cơ sở hạt nhân của chính họ. Theo báo cáo trước đó từ Elab, có trụ sở tại London, chính phủ Israel đã cân nhắc xem có nên nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran để đáp trả cuộc tấn công của Tehran hay không. Trong khi đó, Iran sử dụng chương trình hạt nhân của mình để xây dựng đòn bẩy đàm phán trước áp lực quốc tế, theo một bản ghi nhớ tình báo Mỹ công bố hồi tháng 2. Bản ghi nhớ đánh giá rằng khi đối mặt với các cuộc tấn công, Iran có thể tìm cách làm giàu uranium tới 90%. Tehran từ lâu đã khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình, và đây cũng là lần đầu tiên Iran đề cập rõ ràng đến chương trình vũ khí hạt nhân của mình kể từ khi phát động cuộc tấn công chống lại Israel. Trước đó, các chuyên gia cảnh báo rằng kể từ khi ông Donald Trump từ bỏ hiệp ước hạt nhân giữa Iran và Mỹ, Tehran đã có khả năng chế tạo bom hạt nhân trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Trong khi đó, chuẩn tướng Doron Gavis, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm phòng không Israel, cho biết quốc gia này đang nỗ lực hết sức để xây dựng lại kho dự trữ nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác có thể xảy ra từ Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của nước này. Diễn biến đó xảy ra khi Mỹ và Anh đưa các lệnh trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào Iran và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC. Lưu ý đến lời kêu gọi từ các quan chức Israel thực hiện một cuộc tấn công ngoại giao để đáp trả cuộc tấn công của Tehran. Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Iran nhằm vào hoạt động sản xuất máy bay không vũ trang UAV của nước này. Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp này nhằm vào 16 cá nhân và hai thực thể cho phép Iran sản xuất UAV bao gồm các loại động cơ cung cấp lực đẩy cho các UAV biến thể Shahed của Iran được sử dụng trong vụ tấn công hôm 13 tháng 4. Tổng thống Joe Biden cho biết các lệnh trừng phạt đối với Iran đã cho thấy thái độ của Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho Israel và không ngần ngại thực hiện mọi hành động cần thiết để buộc Iran phải chịu trách nhiệm. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, trước kia là Twitter, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir cho biết Israel thực sự đã thực hiện một cuộc tấn công bên trong lãnh thổ của Iran. Kẻ thù không đội trời chung của nước này nhằm trả đũa cuộc không kích của Iran trước đó. Tuy nhiên, ông Ben Kavir cho hay vụ tấn công của Israel vừa qua là yếu đuối, đáng thất vọng và không tương xứng. Một thành viên của Quốc hội Israel cũng ám chỉ rằng Israel đã thực hiện một cuộc tấn công trả đũa vào bên trong lãnh thổ của Iran. Trong khi đó, theo kênh 12 của Israel, Bộ ngoại giao nước này đã yêu cầu các đại sứ quán Israel trên khắp thế giới hạn chế đưa ra tuyên bố liên quan đến cuộc tấn công nhằm vào Iran mới đây. Quân đội Israel từ lâu theo đuổi chính sách cứng rắn, khi đối phương tấn công phải đáp trả mạnh mẽ tới mức khiến họ không làm điều đó lần nữa. Theo giới quan sát, không bên nào sẵn sàng thỏa hiệp vì sợ sẽ cho thấy mình yếu đuối trước đối thủ. Nhưng khi hai nước tìm kiếm biện pháp răn đe lớn hơn, nguy cơ họ tính toán sai lầm và bị kéo vào một cuộc xung đột quy mô khu vực sẽ tăng lên. Ophe Friedman, cựu quan chức Israel và hiện là nhà nghiên cứu chiến tranh tại Đại học King's College ở London nói, nếu họ tiếp tục đáp trả nhau, tình hình sẽ thực sự căng thẳng. Bên cạnh đó, răn đe là nền tảng phòng thủ của nhiều quốc gia, trong đó bất kỳ cuộc tấn công nào đều sẽ bị đáp trả bằng phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều. Cựu quan chức Israel Friedman nói đây là một trong ba trụ cột chiến lược của Israel suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, chiến lược gian đe của Israel không phải lúc nào cũng thành công. Điều được thể hiện rõ ràng trong cuộc tấn công của Hamas vào miền nam nước này ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trước đó, tình báo Israel vẫn tin rằng Hamas đã bị gian đe sau cuộc xung đột năm 2021 và không còn muốn gây chiến với nước này. Nhưng Israel đã sai lầm. Michael Milstein, Cựu sĩ quan tình báo Israel phụ trách các vấn đề Palestine cho biết Hamas khác những đối thủ khác của Israel bởi gian đe thông thường không hiệu quả với họ. Nếu gian đe thất bại, Israel sẽ đưa ra những cảnh báo sớm về một cuộc tấn công. Quay trở lại với cuộc tấn công sáng 19 tháng 4 của Israel nhằm vào Iran, Melitvak, giám đốc Trung tâm Liên minh Nghiên cứu Iran tại Đại học Tel Aviv cho biết Trước đó, ông đã cảnh báo rằng nếu Israel phạm sai lầm và kích hoạt cuộc chiến tranh khu vực với Iran trong khi đang tiến hành chiến dịch chống Hamas ở giải Gaza, họ sẽ không được lợi gì, thậm chí có thể hứng chịu hậu quả thảm họa. Trong khi Rash Jim, chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, lại nhấn mạnh rằng đây là một giai đoạn mới và có thể được coi là cuộc xung đột trực tiếp đầu tiên giữa Israel và Iran. Cách nó diễn ra tiếp theo có thể tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Thưa quý vị, quan chức Iran đã đăng một bức hình ám chỉ việc nước này bị Israel tập kích bằng flycam sau khi Tehran tuyên bố bắn hạ ba drone và không chịu thiệt hại nào. Đây được xem như là động thái chế giễu của quan chức Iran đối với phản ứng của Israel. Ông Hossein Dalirian, người phát ngôn cơ quan không gian Iran, ngày 19 tháng 4 đăng thông điệp trên mạng xã hội X rằng họ nói chúng ta phóng 500 máy bay không người lái UAV và tên lửa khiến Israel hứng chịu đòn tấn công lớn nhất thế giới bằng UAV. Nhưng họ lại phản ứng bằng 3 chiếc drone cánh quạt và tất cả đều bị bắn hạ. Họ còn nói đã không báo trước cho Mỹ. Ông đăng kèm hình ảnh một chiếc flycam và các ký hiệu mặt cười, hàm ý chế diễu thông tin Iran bị Israel tập kích tên lửa vào dạng sáng. Thông điệp được đăng vài tiếng sau khi truyền thông quốc tế dẫn nguồn tin quan chức giấu tên trong chính phủ Mỹ cho hay Israel đã tiến hành cuộc tập kích tên lửa vào Iran để đáp trả vụ tấn công hôm 14 tháng 4. Khi Iran khai hỏa hàng trăm UAV tên lửa vào lãnh thổ Israel, Iran được cho là có hệ thống vũ khí tối tân sẵn sàng tấn công Israel trong mọi trường hợp. Trong cuộc tấn công vào ngày 14 tháng 4, chuẩn đô đốc Daniel Hakari, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái drone cùng một số tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình đã được khai hỏa từ Iran bay về phía Israel. Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ ODNI ước tính Iran được trang bị nhiều tên lửa nhất trong khu vực, hãng thông tấn ISNA của Iran đã công bố hình ảnh tên lửa đạn đạo của Iran, trong đó gồm tên lửa hai tầng Sejin có khả năng bay với tốc độ 17.000 km/h, tầm bay đạt 2.500 km, tên lửa Kh-3 với tầm bay 2.000 km, tên lửa Hakasem có tầm bắn 1.400 km, mang theo đầu đạn trọng lượng 50 kg. Sejin là tên lửa đạn đạo tầm trung hai tầng có độ chính xác cao và có thể mang theo 500 kg thuốc nổ phía Iran hồi tháng 2 cũng công bố hệ thống phòng không mới với hệ thống tên lửa đạn đạo Aman và hệ thống phòng không tầm thấp Azarax. Thông báo của giới chức Iran được đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia Mỹ cảnh báo ngành công nghiệp vũ khí của Tehran đang phát triển một cách chóng mặt, biến nước này thành nhà cung cấp vũ khí mới nổi trên toàn cầu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, chuẩn tướng Mohammad Reza Astiani tiết lộ hệ thống tên lửa Aman có thể đối đầu với 6 mục tiêu cùng một lúc ở khoảng cách từ 120 đến 180 km. Trong khi đó, hệ thống phòng không Azarax có thể xác định và phá hủy mục tiêu ở cự ly 50 km. Về các drone, hãng thông tấn IRNA của Iran ghi nhận một số chiếc drone Sahed 136 bay qua bầu trời Iran dạng sáng 14 tháng 4. Đáng chú ý, Sahed là một chủ đề nhạy cảm trong xung đột Ukraine. Phương Tây không ít lần cáo buộc Iran bán Sahed cho Nga dùng tại Ukraine. Ông Amos Jadlin, một tướng đã nghỉ hưu của Israel, nói với kênh Channel 12 rằng mỗi chiếc drone của Iran được trang bị 20 kg chất nổ. Đài CNN đưa tin, hai quan chức Mỹ không nêu tên tiết lộ, hệ thống phòng không của Mỹ ở Trung Đông đã đánh chặn một số drone của Iran nhằm vào Israel vào dạng sáng 14 tháng 4. Tuy nhiên, nguồn tin này không nói rõ các drone bị đánh chặn thuộc loại nào, bị bắn hạ như thế nào và ở đâu. Nhận định về cuộc tấn công của Israel vào Iran sáng 19 tháng 4, Thiếu tướng Mỹ về hưu Mark McCarley cho biết cuộc tấn công có thể nhằm mục đích vừa là một biện pháp trả đũa, vừa là một thông điệp cảnh báo. Trong khi đó, quân đội Israel nói với AFP rằng chúng tôi không có bình luận nào vào lúc này khi được hỏi thông tin về các cuộc tấn công ở Iran và Syria. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng từ chối xác nhận với tờ Times of Israel rằng Israel chịu trách nhiệm về các vụ nổ ở Isfahan, theo Thiếu tướng về hưu Mark Makali, Israel phải duy trì cảnh giác trong trường hợp Iran quyết định đáp trả bằng một cuộc phô trường vũ lực khác. Ông Makali cho biết, bằng cách nhắm mục tiêu vào tỉnh Isfahan của Iran, Israel có thể đang cảnh báo rằng nước này có thể dễ dàng áp đảo hệ thống phòng thủ của Iran. Ông Makali cho biết thêm, nội các chiến tranh Israel có thể đã có một quá trình suy nghĩ rất thận trọng trước khi tiến hành cuộc tấn công đáp trả này. Người phát ngôn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran cho biết, nước này đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng các chuyến bay sau khi có báo cáo về vụ nổ gần căn cứ quân sự ở tỉnh Isfahan. Người phát ngôn cho biết, chúng tôi xin thông báo các hạn chế hoạt động áp đặt đối với các sân bay đã được dỡ bỏ và các hãng hàng không được phép thực hiện các chuyến bay theo lịch trình. Theo CNN, các chuyến bay đã được nối lại tại sân bay Merabat và sân bay quốc tế Imam Khomeini, hai sân bay lớn ở thủ đô Tehran của Iran sau khi bị tạm dừng vào ngày 19 tháng 4. Theo hãng truyền hình nhà nước mê, Iran trước đó đã tạm thời đình chỉ tất cả các chuyến bay đến các thành phố Tehran, Isfahan và Shiraz, các sân bay ở phía tây, tây bắc và tây nam. Mặc dù một quan chức Mỹ nói với CNN rằng Israel đã thực hiện một cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran, nhưng Israel không nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Sau cuộc tấn công, truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng tất cả các cơ sở trong khu vực đều được đảm bảo an toàn, bao gồm cả các cơ sở hạt nhân quan trọng. Truyền thông Iran mới đây cũng khẳng định không có tên lửa tấn công nước này và chỉ xác nhận hoạt động của hệ thống phòng không. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin có 3 vật thể bay nhỏ không xác định đã bị đánh chặn gần thành phố Isfahan khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Các hệ thống phòng không của Iran đã tiêu diệt những vật thể bay này. Theo thông tin của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 18 tháng 4 đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan về các mối đe dọa trong khu vực và các hành động gây bất ổn của Iran ở Trung Đông. Cuộc điện đàm diễn ra trước khi Israel tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Thông tin của Lầu Năm Góc không đề cập đến bất kỳ cuộc thảo luận nào về kế hoạch tấn công của Israel. Thông báo cho hay, Bộ trưởng Austin cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc tăng cường và duy trì dòng viện trợ nhân đạo cho dân thường ở giải Gaza, bao gồm cả tuyến đường mới từ cảng Ashdod ở Israel. Trong diễn biến có liên quan, một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ, Israel ngày 18 tháng 4 đã báo trước cho Washington biết về việc nước này sẽ trả đũa vụ tấn công của Iran trong vòng 24 đến 48 giờ tiếp theo. Cụ thể, quan chức cấp cao của Mỹ xin giấu tên nói với đài CNN, chúng tôi đã không ủng hộ phản ứng như vậy. Suốt nhiều ngày qua, Tel Aviv đã cân nhắc cách đáp trả Tehran vì vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của quân Iran nhằm vào lãnh thổ Israel. Quân đội Israel tuyên bố đã bắn chặn thành công 99% số vũ khí trên với sự trợ giúp của các lực lượng Mỹ, Anh, Pháp và một số nước Ả Rập trong khu vực. Một quan chức Mỹ khác xác nhận với CNN, Israel vừa xúc tiến một cuộc tập kích trả đũa vào bên trong Iran. Người này cho biết thêm, các vụ tấn công của Israel có giới hạn và sẽ chỉ nhắm vào các địa điểm quân sự của Iran, đồng thời tránh các mục tiêu dân sự và hạt nhân. Động thái xảy ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Iran Hossein Ami Abdullahian cảnh báo nếu Israel thực hiện thêm bất kỳ hành động quân sự nào chống lại đất nước của ông, Tehran sẽ đáp trả ngay lập tức và ở mức tối đa. Truyền thông Iran sáng ngày 19 tháng 4 đưa tin về các vụ nổ gần một căn cứ không quân ở thành phố Isfahan. Hệ thống phòng không sau đó đã được khai hỏa. Các hãng hàng không Emirates và Fly Dubai có trụ sở tại Dubai bắt đầu chuyển hướng bay vòng qua miền Tây Iran vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 4. Iran sau đó tuyên bố ngừng các chuyến bay thương mại ở Tehran và các khu vực miền Tây và miền Trung nước này. Cũng liên quan đến tình hình gia tăng căng thẳng ở khu vực này, tại Hội đồng Bảo an ngày 18 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết cuộc tấn công quân sự của Israel ở giải Gaza đã tạo ra địa ngục nhân đạo cho thường dân bị mắc kẹt ở đó, đồng thời kêu gọi Israel cho phép thêm viện trợ vào lãnh thổ. Để ngăn chặn nạn đói tại đây, theo ông, đã tới lúc cần có một bước nhảy vọt về viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở Gaza. Ông Guterres nói, thực phẩm là điều cần thiết, nước sạch, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe cũng vậy. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng ghi nhận các cam kết của Israel trong việc cải thiện tình hình, nhưng nó lại không đủ để ngăn chặn nạn đói. Reuters dẫn nguồn từ truyền thông Iran và các quan chức Tehran cho biết cuộc tấn công tên lửa của Israel nhằm vào lãnh thổ Iran đã không thành công. Các vụ nổ được ghi nhận đều do hệ thống phòng không Iran đánh chặn mục tiêu. Hãng thông tấn Fa News cho biết ba vụ nổ đã được ghi nhận gần căn cứ quân sự Sekari lân cận thành phố Isfahan Truyền thông Iran cho biết thêm rằng các cơ sở hạt nhân ở Isfahan vẫn hoàn toàn an toàn sau vụ tấn công. NBC News dẫn nguồn tin nắm rõ tình hình khẳng định một quan chức Mỹ nói Mỹ không liên quan tới cuộc tấn công của Israel vào Iran. Chúng tôi không tán thành vụ đáp trả. Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem hiện đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về an ninh, khuyến cáo các nhân viên và thân nhân gia đình họ hạn chế di chuyển tới Tel Aviv, BC3 và Jerusalem với lý do cần hết sức thận trọng sau các báo cáo cho biết Israel đã tiến hành tấn công trả đũa Iran. CNN trước đó đưa tin Israel đã nói với Mỹ rằng phản ứng của nước này sẽ bị giới hạn về phạm vi. Tình báo Mỹ cho rằng Israel đang cân nhắc một cuộc tấn công hẹp và có giới hạn vào bên trong Iran dựa trên quy mô chưa từng có của cuộc tấn công của Iran. Thông tin về vụ nổ ở Iran được đưa ra vài giờ sau khi Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian nói với CNN rằng nếu Israel thực hiện thêm bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran, phản ứng của nước này sẽ là ngay lập tức và ở mức tối đa. Trong khi đó, sau vụ tấn công đài phát thanh quân đội Israel đưa tin, nhiều quan chức an ninh cao cấp của Israel đã tập trung tại trụ sở ở Tel Aviv. Bình luận trên mạng xã hội X, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Marco Rubio cho hay, Israel có khả năng tấn công các mục tiêu bên trong Iran mà không cần triển khai máy bay bay qua không phận Iraq và Syria để tiến vào Iran. Bài viết của ông Rubio được đăng ngay sau khi có tin Israel tấn công Iran. Theo nghị sĩ Mỹ này, máy bay của Israel có thể tránh bị bắn hạ bên trong không phận Iran bằng cách nã tên lửa từ bên ngoài biên giới Iran. Không có dấu hiệu nào cho thấy ông Rubio được báo trước về cuộc tấn công mới nhất của Israel liên quan đến việc các máy bay không người lái bị hệ thống phòng không bắn hạ ở isfahan khi được hỏi những chiếc máy bay không người lái mà iran bắn hạ được phóng từ đâu người phát ngôn của hội đồng không gian mạng tối cao iran hossein dalirian nói tầm hoạt động của những chiếc máy bay không người lái này rất ngắn chắc chắn là từ trong nước trên trang cá nhân x ông dalirian cũng đã có bài đăng hàm ý chế giễu cuộc tấn công của israel với biểu tượng mặt cười họ nói rằng chúng tôi phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa vào họ Thế mà giờ đây họ chỉ đáp trả bằng 3 máy bay không người lái. Họ cũng nói rằng họ không thông báo cho Mỹ. Bên cạnh đó, một quan chức Iran nói với Reuters rằng họ không có kế hoạch đáp trả Israel vì chưa có thông tin xác nhận đây là vụ tấn công từ nước ngoài. Một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran không có kế hoạch trả đũa ngay lập tức đối với Israel. Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức xin giấu tên này cho biết. Nguồn tin nước ngoài về vụ việc vẫn chưa được xác nhận. Chúng tôi chưa chịu bất kỳ cuộc tấn công từ bên ngoài nào và cuộc thảo luận nghiêng về hành động xâm nhập hơn là tấn công. Trong khi đó, tờ Jadiot Aronot đưa tin rằng một cuộc tấn công vào Iran đã được thực hiện theo cách mà giới lãnh đạo ở Tehran có thể dung thứ và kiềm chế các vòng căng thẳng mới với Israel. Tờ báo cho biết, cho dù ai thực hiện cuộc tấn công này, mục tiêu của nó là một hoặc các cơ sở của lực lượng không quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC nhằm tránh một đợt tấn công ăn miếng trả miếng mới. Tuy nhiên, Jediot Aronot cũng không nêu rõ ai đứng sau vụ tấn công. Bình luận về thông tin trên báo Mỹ lại cho rằng đây là cuộc tấn công của Israel nhằm vào lãnh thổ Iran. Ông Dalirian cho biết có vẻ như truyền thông Mỹ đang nghĩ đến việc Israel tấn công Iran, một cuộc tấn công thất bại với một vài chiếc máy bay bốn cánh bị bắn hạ, không thể coi là một cuộc tấn công thực sự ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Trước đó, đài truyền hình ABC dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào một địa điểm trên lãnh thổ Iran. Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức Mỹ khác cho biết, vụ tấn công là phản ứng của Tây Jerusalem sau cuộc tấn công của Iran vào Israel hôm 13 tháng 4. Cho đến nay, chính phủ và quân đội Israel vẫn im lặng trước những thông tin về vụ tấn công ở Isfahan, Iran và không trả lời yêu cầu bình luận từ các hãng truyền thông quốc tế. Trong khi đó, giới quan sát cho rằng phản ứng của Israel đã bị giảm bớt bởi áp lực quốc tế nhằm đảm bảo rằng phản ứng đó không làm căng thẳng với Iran gia tăng thêm. Hãng Bloomberg hôm 18 tháng 4 đưa tin, tàu Besat của Iran rời vị trí gần bờ biển Yemen vào ngày 4 tháng 4 và ngừng phát tín hiệu nhận diện, rồi tái xuất hiện vào ngày 18 tháng 4 tại eo biển Hormu với lộ trình có thể cập cảng Bandar Abbas của Iran. Trong khi đó, theo trang tin chuyên về vận tải hàng hải toàn cầu, Chetwins, tàu Besat đã phát tín hiệu nhận diện hải trình và tốc độ AIS trở lại vào hôm ngày 16 tháng 4 trong lãnh hải Iran, khoảng 12 ngày sau khi ngắt kết nối bộ phát khi đang di chuyển ở Vịnh Aden. Tàu Besat vốn được đăng ký là tàu hàng của một công ty Iran trong danh sách cấm vận của Mỹ. Giới chức Iran từng mô tả đây là tàu hậu cần và thông tin để hỗ trợ tàu hàng nước này. Giới quan sát và quan chức tình báo Mỹ, những tháng qua đã có nhiều lần cáo buộc tàu Besat đóng vào năm 1999 với lượng giãn nước hơn 23.000 tấn, thực chất là căn cứ trinh sát và chỉ huy tiền phương của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Tàu bị cáo buộc thu thập thông tin phương tiện di chuyển qua khu vực và gửi về lực lượng hầu thi tại Yemen để xác định mục tiêu. Bề sát có bề ngoài trông giống như một tàu chở hàng khô. Tàu này đã di chuyển đến Vịnh Aden hồi tháng 1 năm nay sau nhiều năm ở Biển Đỏ, đúng vào thời điểm các cuộc tấn công vào tàu thuyền ngoài khơi Yemen gia tăng. Kể từ đó, tàu này di chuyển theo một lộ trình khác thường, chậm chạp và quanh co xung quanh vùng biển gần lối vào biển đỏ. Các chuyên gia cũng ghi nhận số cuộc tấn công của hầu thi giảm đi trong tháng trước, cũng là khoảng thời gian mà tàu Pesat dường như không hoạt động. Ông John Gahagan, chủ tịch công ty chuyên về rủi ro hàng hải Sedna Global, nhận định nếu là một tàu chở hàng thì hành vi của tàu Pesat được đăng ký ở Iran và treo cơ Iran là cực kỳ bất thường. Ông nói về các hoạt động của tàu này và mối liên hệ của nó với các cuộc tấn công của Houthi nhiều câu hỏi lớn được đặt ra về vai trò của con tàu này trong cuộc khủng hoảng hiện tại. Nếu tàu này không cung cấp cho hầu thi thông tin tình báo về hoạt động của tàu thuyền, thì tàu này đang làm gì? Vào thời điểm tàu Chu Confidence bị tấn công, tàu bê sát cách đó 43 hải lý. Cuộc tấn công này diễn ra tiếp nối 6 cuộc tấn công khác ở Vịnh Aden hoặc ở lối vào biển đỏ chỉ trong 15 ngày. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sap nhấn mạnh mối lo ngại về việc tàu thuyền Iran lảng vàng ngoài khơi Yemen. Ông nói, cả thế giới cần tiếp tục gây sức ép lên Iran để chấm dứt hành vi này. Giới chức Mỹ cáo buộc Iran cung cấp thông tin tình báo chiến thuật cho Houthi để hỗ trợ các cuộc tấn công vào tàu thuyền. Trong khi đó, các quan chức Iran ca ngợi các cuộc tấn công của Houthi, nhưng bác bỏ cáo buộc của Mỹ sau khi Washington cho rằng Tehran đã tham gia lên kế hoạch hoặc cung cấp vũ khí cho Houthi. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng Thế giới trên VTC News ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại